100 cán bộ của Cuba sẽ được công ty an ninh mạng BKAV của Việt Nam đào tạo trong thời gian 3 năm. Thông tin này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Cộng hòa Cuba cuối tháng 3 vừa qua nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư song phương. Chương trình đào tạo an ninh mạng do BKAV cung cấp bao gồm các nội dung chuyên sâu như phân tích thiết kế hệ thống mạng an toàn bảo mật, các phương thức bảo vệ và phòng chống hacker tấn công, biện pháp kiểm tra đánh giá lỗ hổng an ninh mạng, cơ chế hoạt động và phương án bảo vệ trước virus máy tính. Một số nội dung trong chương trình sẽ được tiến hành trên hệ thống đào tạo trực tuyến của BKAV. Toàn bộ chi phí cho chương trình đào tạo bao gồm việc đi lại, ăn ở của các học viên từ Cuba sang Việt Nam, cũng như chi phí cho tài liệu, giáo trình, giáo cụ đều do BKAV cung cấp.